Khi nhắc đến du học nghề tại Đức thì có lẽ là nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến những ngành nghề lao động phổ thông như là nhà hàng, khách sạn, đầu bếp, điều dưỡng, vân vân. Tuy nhiên, ở Đức cũng cần rất là nhiều nhân lực cho những chuyên ngành liên quan đến hành chính văn phòng. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn một ngành nghề, đó chính là ngành thư ký quản lý văn phòng, tiếng Đức gọi là Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement. Ngành thư ký quản lý văn phòng là một ngành đào tạo nghề kép, có nghĩa là bạn vừa học lý thuyết, vừa đi làm thực hành tại một cơ sở đào tạo và nhận lương. Ngành học này thông thường kéo dài 3 năm và trong quá trình đi làm thực hành thì bạn có cơ hội nhận mức lương từ 950 cho đến 1.100 euro một tháng. Sau khi tốt nghiệp ra trường có công việc ổn định thì mức lương có thể lên đến 3.400 euro một tháng trước thuế. Đây là một ngành nghề đòi hỏi bạn phải có khả năng tiếng Đức tốt. Vậy nên khi ứng tuyển ngành này thì bạn cần phải có tối thiểu trình độ tiếng Đức B2. Vậy công việc của một thư ký quản lý văn phòng sẽ là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Thư ký quản lý văn phòng thực hiện các hoạt động tổ chức và thương mại hành chính, ví dụ như xử lý thư từ, thiết kế bài thuyết trình, mua sắm đồ dùng văn phòng, lập kế hoạch và giám sát các cuộc hẹn, chuẩn bị cuộc họp và tổ chức các chuyến công tác, hỗ trợ lập kế hoạch triển khai nhân sự, chăm sóc khách hàng, tham gia xử lý đơn đặt hàng, viết hóa đơn và theo dõi các khoản thanh toán. Lợi thế của việc học nghề thư ký quản lý văn phòng đó là bạn sẽ được làm việc vào giờ hành chính. Bạn không phải làm ca sáng hay là ca đêm như các ngành nghề khác. Ngoài ra thì bạn sẽ được làm công việc thường xuyên sử dụng tiếng Đức. Vậy nên bạn sẽ nhanh chóng có thể cải thiện được vốn tiếng Đức của mình. Ngoài ra thì sau khi tốt nghiệp bạn cũng có cơ hội nhận được mức lương rất là tốt. Du học nghề tại Đức là một lựa chọn tối ưu giúp bạn có cơ hội được học tập và định cư tại nước ngoài với chi phí tiết kiệm. Bạn có thể liên hệ với Prima để được tư vấn và định hướng ngành nghề hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.